Nhắc đến Aorus thì chắc chắn mọi người đã biết rằng đây là một thương hiệu gaming đến từ Gigabyte, và đối với laptop cũng không phải là ngoại lệ khi mà với mức giá khoảng hơn 73 triệu đồng, chúng ta sẽ có mẫu laptop mới nhất đến từ Gigabyte mà Gigabyte mới mang về Việt Nam, đó chính là Gigabyte Aorus 15P và sẽ được trang bị đó chính là đồ họa RTX 3080 kết hợp cùng với Intel Core i thế hệ thứ 11 được sản xuất trên tiến trình đó là 10 nanomet. Tên của CPU này là Intel Core i7 11800H 8x16 luồng xử lý. RAM được trang bị sẵn sẽ là 16GB và các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp lên tối đa là 64GB RAM và 1TB SSD để cho dung lượng lưu trữ các bạn lưu trữ các phần mềm được hiệu quả hơn. Còn đối với những bạn nào mà cần dung lượng lưu trữ lớn hơn thì có thể lựa chọn những phiên bản hoặc những mẫu SSD có cái mức dung lượng lớn hơn. Về mặt hiệu năng, khi các bạn nhìn qua đây thì các bạn có thể đánh giá được đây là một hiệu năng rất phù hợp cho chơi game hoặc là làm việc đa phương tiện. Và khi mình test game thì hiệu quả mang lại cũng tương đương như vậy. Khi mà hầu hết các tựa game mình test thì mình đều test trên độ phân giải đó là Full HD và max setting toàn bộ, setting có cái gì người bật hết lên. Và đương nhiên đối với một cấu hình cao như này thì việc các bạn phục vụ những công việc như kiểu Photoshop này, edit video hoặc render video thì mình nghĩ mẫu laptop Aorus 15P này vẫn có thể đáp ứng được cực kỳ nhẹ nhàng và tuyệt vời. Những video anh em edit thì mình khuyên đây dù sao là một mẫu laptop thôi. Mặc dù cấu hình bên trong có thể là rất mạnh mẽ nhưng nếu edit video thì edit video hoặc anh em làm video trên độ phân giải Full HD vẫn là một cái nó tuyệt vời nhất và để đảm bảo cho sản phẩm vẫn đáp ứng được cái hiệu năng cao, trong khi đó cái độ bền nó vẫn có thể gọi là duy trì qua 5 tháng. Thì qua phần test game thì các bạn cũng có thể thấy được cái phần nhiệt độ tỏa ra là ổn định trong suốt quá trình chơi game cũng như là firmware, nhiệt độ của CPU và GPU không có chuyện kiểu bị nhảy quá cao. Thì lý do bởi vì đó là tản nhiệt bằng hệ thống WinForg sẽ có hai quạt 5 ống đồng kết hợp với 4 lỗ thông hơi được đào ở đáy máy, được làm ở đáy máy để hút gió được lên được ổn định. Thì trong suốt quá trình mình chơi game thì quạt gió cũng không quá to và các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn tính năng auto ở bên trong để máy có thể auto lựa chọn giữa yên lặng hoặc là chơi game ồn ào một chút nhưng nhiệt độ sẽ mát hơn. Là dòng Aorus Gaming, thế nên về phần thiết kế của 15P các bạn nhìn qua là trông khá là vuông vắn, kết hợp với những khe gió tản nhiệt cũng tạo lên một cái thiết kế gaming cho cái mẫu máy này. Bề mặt trước sẽ được phủ một cái lớp trơn nhám với logo Aorus ở chính giữa và logo này có phát sáng nha. Thì nhìn sơ qua và tổng thể các bạn thấy sản phẩm này tương đối là mỏng nhẹ và có tính di động tương đối cao, tức là khi các bạn sử dụng các bạn có thể mang những mẫu laptop 15P đi làm này, hoặc thậm chí có thể mang lên máy bay và mang đi những cái nơi các bạn cần công tác rất dễ dàng mà không lo lắng kiểu nó quá nặng, nó quá cồng cành để có thể sử dụng. Và những đối tượng là gamer, những người mà làm nội dung sáng tạo, khi mà mang mẫu laptop chỉ nặng khoảng 2,2kg này mang theo người thì đấy sẽ là một trải nghiệm cực kỳ tốt. Và mức độ hoàn thiện của sản phẩm thì liệu có chắc chắn hay không thì mình xin trả lời là có chắc chắn. Toàn bộ máy được làm từ nhôm. Mà đầu tiên mình nghĩ là đây là một cái mẫu laptop kiểu của Gigabyte thì liệu có những chi tiết nào được làm từ nhựa hay không thì chắc chắn là không rồi. À, một số thành phần như kiểu viền màn hình vẫn phải làm từ nhựa để có thể đảm bảo được khả năng chống sốc rồi. Và cái bản lề cũng tương đối tốt khi mà mình hoàn toàn có thể mở được bằng một tay rất dễ dàng. Và để đáp ứng được cái cấu hình cao như trên thì màn hình ở bên trong sẽ là màn hình tương đối là đáng khen đấy. Màn hình của mẫu Aorus 15P này là màn hình 15,6 inch Full HD, tấm nền là IPS. Khi mà dừng đến đây các bạn sẽ suy nghĩ rằng tại sao lại mẫu laptop có 73 triệu đồng lại sử dụng một tấm nền IPS mà độ phân giải chỉ có thể là Full HD? Thì lý do bởi vì cái tần số quét của mẫu màn hình này không phải là 144-240 mà tần số quét là 360Hz. Thì đối với một mẫu đồ họa đó chính là RTX 3080 với i7 nữa thì việc các bạn chơi tựa game online mà đẩy FPS lên nó khoảng gần 300 thì điều đấy là hoàn toàn có thể xảy ra nha. Thì khi mà các bạn sử dụng các bạn nghĩ là màn hình Full HD kiểu khi nhìn vào nó không tốt, nhưng khi mình trải nghiệm thực tế thì mình nhận thấy được thì đối với cái nhu cầu mà ngồi xa xa một chút cách máy tính khoảng chừng 90cm để các bạn có thể chơi game thì màn hình là 15,6 inch và sử dụng là cực kỳ tốt. Cộng thêm vào đó nữa thì cái mẫu màn hình này đã được cân sẵn màu màn hình rồi, và trong phần setting thì mình cũng đã có thể thấy được là cái setting mà nhà sản xuất đã để sẵn cho các bạn để các bạn có thể sử dụng. Và mình thấy nếu như bạn nào mà sử dụng cái luôn cái mẫu laptop này để làm những cái kiểu
nào Photoshop hoặc bất kỳ một cái phần mềm nào đó liên quan đến chỉnh sửa màu thì cái màn hình này vẫn có thể đáp ứng được. Bàn phím ở trên mẫu laptop Aorus cũng là một mẫu bàn phím hướng đến đó chính là gaming, bởi vì dĩ nhiên bây giờ sẽ có LED RGB và sử dụng công nghệ Aorus Fusion độc quyền, và chúng ta sẽ được điều khiển thông qua phần mềm, và mỗi phím thì đều có thể cài đặt màu sắc khác nhau, tức là RGB per key. Từng phím một các bạn có thể tùy chỉnh đèn LED, ví dụ phím A bạn để màu trắng, phím B để thêm một màu nào đó. Và cái mẫu bàn phím này cho mình cảm giác gõ tương đối tốt, mặc dù là hành trình phím không được sâu cho lắm, mà khi các bạn gõ để mà gõ văn bản thì mình cảm thấy là mẫu bàn phím này vẫn có thể đáp ứng được. Còn đối với nhu cầu chơi game thì có lẽ là tùy cảm giác của mỗi người thôi. Đối với những người nào mà sử dụng luôn cái mẫu bàn phím để chơi game thì ok, đồng ý vẫn được. Nhưng những bạn nào mà chuyên sử dụng mẫu bàn phím cơ rồi mà khi mà gõ trên cái mẫu bàn phím này để chơi game thì sẽ cần thêm một khoảng thời gian để có thể làm quen được. Và touchpad ở trên cái mẫu laptop, mặc dù là laptop gaming, nhưng touchpad phải nói là cực kỳ mượt, mặc dù kích thước không quá lớn, phù hợp để các bạn có thể sử dụng thay chuột trong những cái trường hợp mà các bạn mang laptop ra ngoài, nhưng cái cảm giác gọi là vuốt chạm đa điểm hay hỗ trợ Windows Precision là cực kỳ tuyệt vời để anh em có thể sử dụng. Còn về vấn đề bảo mật và để đảm bảo được sự riêng tư cho người dùng thì Aorus 15P sẽ trang bị webcam ở bên dưới. Lý do thì có lẽ là do cạnh viền mỏng quá không để lên bên trên được, thì webcam để lên bên dưới và có một cái nút gạt cơ để anh em có thể gạt ra gạt vào để kiểm soát được quyền riêng tư. Mỗi tội là cái góc hướng cam nó hơi buồn cười một chút thôi, còn đôi khi về mặt sử dụng là tương đối ổn. Về mặt cổng kết nối thì khá là đầy đủ khi có 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C, 1 cổng HDMI, 1 cổng mini DisplayPort, 1 cổng mạng LAN RJ45, 1 jack audio combo, khe thẻ SD, và dĩ nhiên không thể thiếu được đó chính là về phần cổng nguồn. Về phần thời lượng pin thì thời lượng pin khá ổn, đó chính là 99Wh. Như mình đã nói là cái mẫu laptop này các bạn có thể mang đi, mang lại, mang xa, thậm chí mang lên máy bay được. Bởi vì khi mà lên máy bay, cái lượng pin ở trong những cái thiết bị xách tay như này chỉ cần dưới 100Wh là có thể mang lên được rồi. Và cái mẫu laptop này đạt được cái gần tương đương, đó chính là 99Wh. Thế nên việc các bạn mang đi mang lại là cực kỳ dễ. Và cái thời gian on screen thực tế mà mình sử dụng những các tác vụ nhẹ nhàng mà mình không chơi game, mình chỉ nghe nhạc, xem phim và làm Excel, thì thời lượng pin sẽ rơi khoảng từ 4 đến 5 tiếng với độ sáng là 70%. Nếu như các bạn nào muốn một thời lượng pin trâu hơn thì hoàn toàn có thể hạ độ sáng màn hình xuống và sử dụng. Thì dù sao đây là một mẫu laptop có cấu hình hiệu năng cao, thế nên khi mà sử dụng thời lượng pin nó tụt hơi nhanh một chút hoặc là không giống như mình test thì mình các bạn sẽ thấy đây là một tiện hoàn toàn bình thường. Và đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Các bạn đánh giá sao về em laptop Aorus đến từ Gigabyte, đừng quên để ý kiến ở ngay dung bình luận cho chúng mình được biết. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.